mới, mình là Lâm Thảo, là cán bộ thư viện. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi tham quan các khu vực của thư viện nhé. À, ngay tại vị trí của mình chính là cửa ra vào của thư viện. Khi các bạn đến đây thì chúng ta phải làm thủ tục tại quầy trước, rồi chúng ta mới đi vào các khu vực ở bên trong. Rồi, mời các bạn vào tham quan quầy ở thư viện ạ. Xin chào các bạn, mình là Tường Vy, mình là cán bộ thư viện. Điều đầu tiên đó là bạn phải xuất trình thẻ sinh viên nếu như bạn là sinh viên, còn nếu bạn là học viên sau đại học thì chúng ta sẽ xuất trình thẻ học viên sau đại học, và nếu là cán bộ thì chúng ta sẽ xuất trình thẻ cán bộ, và cán bộ ở quầy sẽ cho bạn mượn chìa khóa để gửi đồ cá nhân của mình vào trong tủ. Thư viện có 264 tủ đồ đựng cá nhân, và trên mỗi xuyên số chìa khóa đều có cái số như thế này, và các bạn sẽ tìm đúng cái tủ của mình và chúng ta sẽ tiến hành gửi đồ ở đây. Và có một số lưu ý đó là chúng ta không để đồ ăn, thức uống và vật dụng có giá trị vô trong tủ. Đối diện với khu tự học là vị trí các bạn hướng dẫn sử dụng các tài liệu tại thư viện. Ví dụ như bạn hướng dẫn sử dụng thư viện với nội dung giới thiệu sơ lược thì vị trí chức năng của các phòng đọc và cách sử dụng tài liệu tại các phòng. Các bạn, đây là phòng tạp chí luận văn luận án của thư viện. Như các bạn cũng thấy trong này là có kho luận văn luận án. Phía bên này là kệ đề tài nghiên cứu khoa học của trường. Chúng ta sẽ theo cái hướng dẫn sử dụng và sơ đồ kệ ở đây ha các bạn. Tương ứng với các kệ, ví dụ như ở đây từ kệ 1 đến kệ 5 là những cái đề tài nghiên cứu khoa học của trường. Ở các kệ còn lại đây là luận án tốt nghiệp của chuyên khoa 2, các chuyên ngành được đào tạo sau đại học của chuyên khoa 2. Phía bên này là của chuyên khoa 1. Phía bên này là luận văn của sinh viên bao gồm các cái chuyên ngành y đa khoa, dược, răng hàm mặt, điều dưỡng, y tế công cộng, y học cổ truyền. Các bạn sẽ tra cứu bằng cách mình sử dụng các cái máy tra cứu ở đây ha. Lần đầu tiên khi mình đến sử dụng các cái nguồn tài liệu và dịch vụ tại phòng, chắc chắn mình sẽ chưa quen, cho nên chúng ta sẽ tham khảo trước những cái quy định sử dụng của phòng tạp chí luận văn. Và đây là các cái hướng dẫn cách chúng ta sử dụng các cái nguồn tài liệu hiện đang có tại phòng ha. Mỗi một bàn thì chúng ta đều có những cái bảng hướng dẫn như thế này. Đây là của hướng dẫn sử dụng trang của OBAC ở đây ha. Cái tạp chí chuyên ngành khoa học sức khỏe của trường ha. Đây, những cái tạp chí này thì là phục vụ cho tất cả các chuyên ngành đang đào tạo ở trường. Thì khi các bạn có nhu cầu sử dụng tài liệu, đặc biệt là những cái tài liệu điện tử tại chỗ bên này cũng như các cơ sở dữ liệu, thì chúng ta sẽ liên hệ tại quầy phục vụ ở đây. Thì cán bộ sẽ hỗ trợ cho các bạn các dịch vụ như là photo, in ấn những cái nguồn tài liệu tại chỗ, hoặc là dịch vụ tìm kiếm thông tin khoa học theo chủ đề. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phương Uyên, phụ trách phòng đọc 2, phòng tự điển ngoại văn, chủ yếu bao gồm các cái sách ngoại văn thuộc lĩnh vực y dược và khoa học sức khỏe. Thì các cái sách này được trải sát ở các cái kệ cặp theo tường. Tài liệu y dược và khoa học sức khỏe thì chủ yếu nằm trong vùng phân loại 610, bắt đầu từ kệ số 5 cho đến kệ 33. Thì bạn đọc khi đến đây sử dụng thì có thể dựa vào những cái bảng hướng dẫn trên đầu kệ hoặc liên hệ với cán bộ trực tại quay để được hỗ trợ tư vấn. Từ điển ngoại văn thì bao gồm các cái loại tài liệu là từ điển, dược điển, các cái tài liệu tra cứu. Tài liệu sách ngoại văn chủ yếu là thuộc lĩnh vực y dược và khoa học sức khỏe, được viết bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì tài liệu được phân loại và xếp lên giá theo những cái chủ đề nhất định. Bạn đọc có thể dựa vào những cái hướng dẫn này để tìm tài liệu. Ngoài ra thì còn có các cái sách y học cổ truyền viết bằng tiếng Trung Quốc. Có các cái bộ sưu tập sách theo chuyên đề như là tủ sách pháp luật, bộ sưu tập sách kỹ năng sống với nhiều đầu sách phong phú về tâm lý, nghệ thuật giao tiếp, hướng dẫn để rèn luyện kỹ năng mềm cũng như là phương pháp để thành công. Ngoài việc sử dụng tài liệu của phòng thì bạn đọc cũng có thể mang các cái tài liệu cá nhân của mình hoặc là laptop vào để có thể là ngồi tự học, làm bài tập hoặc là trao đổi những cái nhóm nhỏ. Ở đây thì có bố trí rất là nhiều bàn ghế để cho các bạn có thể thoải mái ngồi tự học. Tại phòng cũng có bố trí các cái ổ điện thuận tiện cho việc sử dụng các cái thiết bị điện tử của các bạn. Khi đến sử dụng tài liệu tại phòng đọc 2, bạn đọc vui lòng xem tham khảo quy định sử dụng phòng đọc sách ngoại văn.
phòng đọc 1 bao gồm tất cả các tài liệu tiếng Việt và các giáo trình của trường đã được in thành sách. Cùng với đó là một số các cái tài liệu học Anh văn để giúp cho các bạn tham khảo trong việc học tiếng Anh. Khi các bạn vào thư viện thì các bạn sẽ xuất trình thẻ thư viện ở tại quầy phục vụ để thủ thư họ quét thẻ thống kê lượt sử dụng thư viện của các bạn để gửi về từng khoa các bộ môn tính điểm tự học. Phòng đọc 1 được trang bị 2 cái máy tra cứu OPAC để giúp cho bạn đọc ra tìm các tài liệu ở trong kho. Trên mỗi cái máy đã cài đặt sẵn các phần mềm ứng dụng giúp các bạn đọc tìm kiếm các tài liệu dễ dàng hơn. Tài liệu ở trong kho thì được sắp xếp bắt đầu từ kệ số 1 tới kệ số 9. Thư viện đã làm sẵn những các cái mục chủ đề, ví dụ như bên đây có sản phụ khoa, gây mê hồi sức, răng hàm mặt, nhãn khoa. Đây là giáo trình của trường đã được nghiệm thu và in thành sách. Các bạn có thể tham khảo, rất có giá trị về học tập cũng như nghiên cứu. Tất cả các tài liệu thì nó nằm tương ứng nguyên một cái giải kệ này, bạn đọc có thể dễ dàng đi vô tìm kiếm. Ra ở cái bảng phân loại theo chủ đề thì các bạn cũng tiếp cận được với cái tài liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng. Các bạn lưu ý khi đem sách ra khỏi kho thì chúng ta phải tới quầy phục vụ làm cái thủ tục mượn tài liệu. Khi cán bộ thư viện đã làm cái thủ tục quét mượn tài liệu cho các bạn xong thì các bạn mới có quyền đem tài liệu ra khỏi phòng. Các bạn không thể tự ý đem tài liệu của mình ra khỏi phòng, làm như vậy là sẽ vi phạm cái nội quy của thư viện. Khi các bạn trả sách hoặc gia hạn sách thì các bạn nên cũng lại tại quầy phục vụ để cho cán bộ thư viện làm cái thủ tục trả sách cho các bạn và gia hạn tài liệu cho các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là khu vực học ngoài trời của thư viện. Thư viện có bố trí các bàn ghế và hệ thống wifi cũng như là một số cây hoa nhỏ nhỏ để cho các bạn có thể thoải mái trong việc tự học và học nhóm. Ngoài ra thư viện còn có các phòng thảo luận để cho các bạn sinh viên có thể đến đăng ký thảo luận nhóm. Dịch vụ máy tính phục vụ miễn phí cho bạn học. Hiện tại thư viện có khoảng hơn 100 máy tính đặt ở hai phòng. Phòng máy tính số 2 này có khoảng 60 máy các bạn. Khi đến sử dụng máy tính thì các bạn lưu ý mình phải tuân thủ các quy định và phải đăng ký máy tại quầy tiếp nhận của thư viện. Bên cạnh việc đến thư viện thì các bạn cũng có thể tra cứu các tài liệu của thư viện qua địa chỉ website lib.ctumb.edu.vn. Ngoài phục vụ các cái tài liệu và dịch vụ cho các bạn đọc thì hiện tại thư viện cũng đang tổ chức và quản lý một nhóm cộng tác viên thư viện là một đội ngũ các bạn có niềm đam mê với sách và đồng hành cùng với các hoạt động của thư viện. Khi tham gia nhóm cộng tác viên thư viện, các bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, giới thiệu sách hoặc là kỹ năng tìm kiếm thông tin để phục vụ cho việc học và nghiên cứu của mình. Nếu có hứng thú với sách và đồng hành với các hoạt động của thư viện thì các bạn sẽ đăng ký tham gia thành viên tại quầy tiếp nhận hoặc qua địa chỉ mail thư viện a@ctumb.edu.vn.